Sáng ngày 3 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Ngọc Lặc phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn, Ban Công tác Mặt trận khu phố Chan đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân thị trấn Ngọc Lặc, xã Cao Ngọc, nhiệm kỳ 2021-2026, đang cư trú trên địa bàn. Sự hội nghị có các ông Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, ông Lê Công Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ngọc Lặc, bác sĩ Phạm Văn Hải, Phó trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Các ông bà là đại biểu được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, các cơ quan của huyện, đại diện lãnh đạo thị trấn, cử tri khu phố Chan thị trấn Ngọc Lặc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo và các tiêu chuẩn và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn khu phố Chan thị trấn Ngọc Lặc có 8 đại biểu, trong đó có đại biểu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh 1 người, Hội đồng Nhân dân huyện 2 người, Hội đồng Nhân dân thị trấn Ngọc Lặc 4 người, Hội đồng Nhân dân xã Cao Ngọc 1 người. Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên, đặc biệt cử tri ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của bà Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban vận huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện đối với cơ sở thị trấn huyện trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian tới, nếu trúng cử, bà Phạm Thị Thu và các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình, đưa địa phương đi lên. Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bà Phạm Thị Thu nhấn mạnh, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới, bản thân và các đại biểu sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình với các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể giao cũng như trách nhiệm của công dân nơi cư trú, tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân không làm phụ lòng các cử tri, đồng thời mong muốn được sự đóng góp của các cử tri. Kết thúc hội nghị, các cử tri đã biểu quyết nhất trí cao về danh sách tiêu chuẩn những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua biên bản của hội nghị.